Theo các bác sĩ, cúm mùa là bệnh nhiễm trùng hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên. Bệnh thường tiến triển lành tính nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp, người bị suy giảm miễn dịch, người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai. Trẻ em thường bị lây nhiễm cúm khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh cúm mùa hoặc sống tại khu vực có bệnh cúm lưu hành. Nhóm trẻ có nguy cơ cao biến chứng cúm nặng là trẻ dưới 5 tuổi, nhất là trẻ dưới 2 tuổi, trẻ mắc bệnh mãn tính như chậm phát triển trí tuệ hoặc vận động, hen phế quản, tim bẩm sinh, trẻ suy dinh dưỡng hoặc béo phì nặng.